bây giờ chúng ta đến phần gay cấn nhất, đó là phần quyết định cuối cùng. Cả hai chàng trai nhân vật chính cùng chọn cùng tần số tình yêu với một nữ duy nhất mà thôi. Sẵn sàng nha. Xin mời tất cả mọi người cùng tiến về sân khấu. Giáng trần để đưa ra quyết định cuối cùng của mình sẽ kết nối tần số tình yêu qua điện thoại với chàng trai nào đây? Không biết hai chàng trai có điều gì muốn nói trước cuộc gọi này không? Em có một lời muốn nói với Dương Tiên là Tiên ơi. Dạ. Anh chẳng có gì ngoài trái tim chân thành. Và khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu Tiên. Dễ cưng. Tấn Lộc. Anh muốn dù tổ tiên đấy thì sao nào? Oh yeah. Anh yêu tiên đấy thì sao nào? Yeah baby. Đồng ý nha Tiên. Yeah. Nó ai có tần số tình yêu mạnh nhất đây? Điện thoại của bạn đâu nào? Đưa ra cho mọi người cùng thấy được tín hiệu đến từ tần số tình yêu. Chúng ta cùng đếm nha. Chuẩn bị. 5 4 3, 2, 1, xin mời. Và Dương Tiên sẽ kết nối. Nụ cười em luôn trên bờ môi. Lời hát của anh đã chạm tới trái tim của em rồi. Đặc biệt là nãy em thấy giày của Tiên rất là đẹp. Có phải là em đến để đi vào trái tim anh không? Anh nghe đây. À, xin chào anh ạ. Anh chào em nha. Mình chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng mà theo những gì em tìm hiểu từ sở thích cũng như là cuộc sống của anh thì em nghĩ là tần số tình yêu phù hợp với em chính là anh. Cưng chưa trời, bắt tay hữu nghị quá ha. Kiếm tuần chi giờ qua hốt đón chi. Xong lập nãy giờ ngồi kế và đứng kế luôn cho nó có cặp có đôi. Cái quyết định cuối cùng đó của Dương Tiên, trái tim mình ra sao? Trái tim đã vỡ. Vỡ rồi. Rất là rung, có một tí xíu buồn. Chúc mừng em đã là bà chủ của một cái thương hiệu giày. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn Tấn Lộc ngày hôm nay đã đến với tần số tình yêu. Và chúng tôi cũng mong là cái tờ tiền 1000 won Hàn Quốc sẽ thay đổi trong tương lai. Tạm biệt Tấn Lộc. Dạ anh mới hỏi nè, sao không chọn Lộc mà chọn Vũ? Dạ thì cuộc tình quá sâu đậm đó thì em nghĩ là em chưa tự tin để có thể sẻ chia với anh đó. Để thay đổi hoàn toàn 100%. Dạ vâng đúng rồi. Và bây giờ sẽ là một món quà ghi lại dấu ấn rất đẹp ngày hôm nay dành cho cặp đôi chúng tôi Tuấn Vũ và Dương Tiên. Chương trình tần số tình yêu cũng có phần quà dành cho hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp ngay bây giờ và cả sau này nữa nhé. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn. Em cảm ơn anh trai. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép khép lại tại đây và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HT7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.